Trong khuôn khổ Festival Hoa Đà Lạt lần thứ 9 năm 2022, chương trình biểu diễn lụa được tổ chức tại khu triển lãm Thiên đường Tây Nguyên Đà Lạt trên Hồ Xuân Hương, tỉnh Lâm Đồng. Tại buổi trình diễn, ban tổ chức Festival Hoa Đà Lạt đã mang đến những bức tranh nồng ấm sắc màu của hoa, của những dòng sông hiền hòa và sự dịu êm của biển. Đó là các tác phẩm tranh về hoa được vẽ bằng sơn dầu của nghệ sĩ nhân dân Trà Giang, họa sĩ Thiên Hà và họa sĩ Đặng Tiến lần đầu tiên được in trên lụa. Buổi trình diễn đã thu hút hàng ngàn du khách đến tham dự, thưởng lãm.